người đàn ông này đã uống một viên thuốc lạ. Một giây sau, TV đột nhiên bị nhiễu sóng, một tia sáng vụt qua. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy bức tường đang dần tan biến. Xung quanh biến thành một khu rừng nhiệt đới, dưới chân anh toàn bộ đều là nước. Anh định nhảy lên sofa, thế nhưng ghế sofa, toàn bộ đồ đạc giờ đã biến mất. Lúc này anh mới ngớ người. Đây là đâu? Anh còn chưa kịp hồi tỉnh lại thì một con cá sấu đã nhìn chằm chằm anh rồi bơi về phía anh. Steve sợ hãi liên tục lùi lại phía sau, nhưng vừa quay đầu, một binh lính cổ đại đang chĩa súng về phía anh. Không! Vào thời khắc nguy hiểm, anh lại trở về nhà. Anh vẫn chưa hết kinh hãi, vừa nãy chỉ là ảo giác thôi sao? Thế nhưng vết kiếm dưới chân đã nói cho anh biết, chuyện này không hề đơn giản. Để kiểm chứng phỏng đoán của bản thân, anh đã uống một viên thuốc nữa. Anh bật máy quay lên để ghi lại tư liệu. Quả nhiên trong máy quay, thân thể của anh đã dần dần mờ đi. Sau đó, anh lại biến mất. Một giây sau, anh đã xuất hiện ở một hồ băng. Tuyết rơi lúc này còn dày hơn nhiều so với lâu đài của Elsa. Nhưng anh không cảm thấy lãng mạn mà chỉ thấy lạnh cóng. Đáng tiếc anh không phải là nữ hoàng băng giá. Thiếu chút nữa là anh đã biến thành người tuyết rồi. Sau 7 phút qua đi, anh đã xuyên trở lại nhà. Anh nhanh chóng nhảy vào bồn tắm nước nóng. Cuối cùng anh đã đưa ra được kết luận. Anh đã xuyên thời gian. Chỉ cần nuốt xuống một viên thuốc này thì có thể trở về quá khứ. Vừa nãy nơi anh đến chính là kỳ băng hả? Steve sau khi rút được kinh nghiệm đã mặc thêm vài lớp áo, đội thêm mũ len và đeo găng tay, ôm theo một đống củi. Anh lại đứng về chỗ cũ và lại uống một viên thuốc, bắt đầu xuyên không lần thứ ba. Anh lại xuyên về kỳ băng hà. Anh ngồi trên mặt tuyết, nhóm một đống lửa. Trong gió tuyết, một người nguyên thủy bước dần đến, rồi ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Cứ như vậy, anh đã mang đến ngọn lửa hy vọng cho nhân loại. Sau mấy lần trải nghiệm, anh phát hiện, một, sau khi uống thuốc xong, thời gian xuyên về quá khứ chỉ có 7 phút, viên thuốc chỉ có hiệu lực khi đứng ở vị trí đã xác định. Ví dụ như ngồi trên sofa thì sẽ xuyên về rừng rậm châu Âu vào thời Trung Cổ, mà đứng trên mặt đất thì sẽ xuyên về kỳ băng hà. Tổng kết qua 2 lần xuyên về quá khứ, Steve lại nảy ra một suy nghĩ, liệu rằng có thể dẫn người khác cùng xuyên không không? Và anh đã thử nghiệm với chú chó cưng của mình. Steve uống một viên thuốc, ôm theo chú chó và ngồi trên sofa. Trong chớp mắt, họ đã quay trở về năm 1900. Chủ nhà cho rằng có trộm đột nhập vào nhà nên đã xách dao lên lao tới. Anh chỉ đành dẫn theo chú chó chạy trốn. Nào ngờ 7 phút đã trôi qua, thân thể của anh không chút thay đổi, thế mà lại ở lại thời không này. Thì ra trước khi đồng hồ đếm ngược 7 phút kết thúc thì buộc phải trở lại vị trí cũ, nếu không sẽ mãi mãi ở lại quá khứ. Steve chỉ đành đợi đến tối rồi đột nhập lại căn nhà, ngồi ở vị trí ban đầu, nuốt xuống một viên thuốc mới có thể quay trở về hiện tại. Chỉ còn lại 30 giây, đột nhiên chủ nhà lại lần nữa xuất hiện, nhưng Steve không định ra tay. Giây cuối cùng, anh đã quay trở lại nhà của mình. Thế nhưng chú chó cưng của anh lại vĩnh viễn ở lại quá khứ. Steve là một nhân viên cứu hộ. Sau khi hiểu rõ quy luật xuyên không, anh đã quyết định làm một việc lớn lao. Đó là quay về quá khứ để cứu người. Mà tất cả chuyện này cần phải kể từ mấy sắp chết vài ngày trước. Một cặp tình nhân đã uống một viên thuốc. Người đàn ông bước vào thang máy. Giây tiếp theo, thang máy đột nhiên xảy ra sự cố. Số tầng thang máy liên tục nhảy loạn. Bức tường dần dần biến mất và biến thành một sa mạc rộng lớn. Người đàn ông liền lặng người. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mặt trời chói lóa. Người đàn ông kêu thảm thiết bởi anh ta đang từ trên cao rơi xuống sa mạc cát. Còn người phụ nữ, sau khi cô ta uống thuốc thì phát hiện căn phòng khách sạn đã biến thành một khu rừng rậm. Một quái nhân đang nhìn chằm chằm cô. Bên chân người phụ nữ còn có một con rắn độc đang bò về phía cô. Không lâu sau, nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường. Họ phát hiện người đàn ông đã ngã xuống thang máy và chết một cách thật thảm thương. Còn người phụ nữ thì ngồi trên giường, bị rắn độc cắn. Mà điều kỳ lạ là vết thương của cô và triệu chứng trúng độc là do loài rắn đã tuyệt chủng ở rừng rậm nhiệt đới Amazon tạo thành. Steve ôm đầu khó hiểu, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ. Mà mấy ngày sau đó, trong thị trấn liên tục xảy ra những vụ án kỳ quái. Có người bị một thanh đao cổ đâm xuyên tim, bên người còn có một đồng xu cổ từ hàng trăm năm trước. Có người thì bị thiêu chết trong công viên, trên tay còn cầm một bông hoa chạm khắc từ thời La Mã. Cái chết của những người này có vẻ như không liên quan, nhưng Steve lại phát hiện bên người thi thể đều có cùng một loại bao bì thuốc. Đây là trùng hợp sao? Steve không tin, anh vừa định điều tra chuyện này là sao. Nào ngờ tin xấu đã chuyển tới, con gái của người cộng sự của anh đã uống loại thuốc đó và biến mất một cách ly kỳ, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Nhìn thấy anh bạn cộng sự đang suy sụp, Steve vô cùng phẫn nộ. Anh đã xông đến tiệm thuốc và mua toàn bộ số thuốc đó. Đột nhiên, một người đàn ông đã đi theo anh. Anh ta muốn trả gấp 3 lần để mua lại số thuốc từ anh. Steve chẳng hề quan tâm, lái xe rời đi. Nào ngờ ban đêm, người đàn ông đó lại đột nhập vào nhà anh. Steve nghe thấy tiếng động, đang định nện cho anh ta một gậy. Người đàn ông bị ép chỉ đành nói ra sự thật. Thì ra, anh ta là một bác sĩ và chính anh ta đã nghiên cứu ra loại thuốc đó.
nhưng sau khi biết có người uống và đã chết, anh ta liền hoảng loạn. Anh ta vội vàng bảo tiệm thuốc dừng bán và thu về toàn bộ số thuốc ở khắp nơi trên toàn quốc. Anh ta nói với Steve rằng mình vốn định nghiên cứu ra một loại thuốc gây ảo giác mới, thế nhưng sau khi có người chết, anh ta mới phát hiện loại thuốc này người trưởng thành uống vào sẽ chỉ gây ảo giác, nhưng những thanh thiếu niên bộ não chưa phát triển đầy đủ nếu uống vào thì sẽ quay trở về quá khứ. Steve đã bị lời này của anh ta chọc cười. Đùa tôi à, còn trở về quá khứ nữa sao? Nhưng nghĩ đến cô con gái của người cộng sự mất tích, anh không khỏi trầm mặc. Lỡ như thật sự có thể trở về quá khứ thì sao? Thế là anh đã ngồi trên sofa và nuốt xuống một viên thuốc. Nào ngờ anh thật sự đã trở về quá khứ rồi. Rừng nhiệt đới châu Âu, người lính thời Trung Cổ, còn cả kỳ băng hà và voi ma mút, tất cả đều không phải là ảo giác. Anh thật sự đã xuyên về quá khứ, nhưng anh là một người trưởng thành mà, sao có thể xuyên không được? Thì ra Steve bị mắc bệnh ung thư não. Não của anh cũng tương tự với thanh thiếu niên. Sau khi hiểu rõ về quy luật của thuốc, Steve lại nghĩ về căn bệnh ung thư của mình. Thế nên anh đã quyết định trước lúc chết, anh phải làm điều gì đó có ý nghĩa. Ví dụ như giúp cộng sự tìm lại cô con gái đã mất tích. Anh đã lên sân thượng nơi xảy ra vụ việc. Trước người anh còn có một chiếc máy quay. Anh nuốt xuống một viên thuốc. Một giây sau, anh đã xuyên đến một cái cây lớn. Mấy trăm năm trước, nơi này còn chưa có nhà cửa. Steve muốn tìm kiếm con gái của cộng sự và bất ngờ anh đã đụng phải một đám người kỳ quái bên đống lửa. Đám người này vừa thấy anh đã vồ tới, Steve thấy việc không ổn, vội vàng quay trở lại chỗ cũ. Anh trèo lên trên cây. Đến thời khắc cuối cùng, anh đã xuyên trở về. Lúc này, cô bạn thân của con gái cộng sự đã nói với anh, nơi đây không phải là nơi mà cô bé mất tích. Lúc cô bé uống thuốc và đã chạy ra ngoài, lần này thì gay rồi, không có vị trí cụ thể thì phải tìm sao đây? Hết cách, Steve chỉ có thể nói với cộng sự, con gái anh đã uống thuốc rồi xuyên về quá khứ. Anh cộng sự lúc đầu còn không tin, nhưng sau khi xem được đoạn video, anh đã bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Hiện giờ điều quan trọng nhất là phải tìm ra vị trí mà nơi cô bé xuyên không. Anh cộng sự lập tức nhớ đến, con gái anh thường đến ngồi bên tảng đá bên hồ. Thế là hai người đã đến bên tảng đá đó. Chỉ còn lại hai viên thuốc cuối cùng. Anh cộng sự muốn tự mình đi cứu con gái, nhưng Steve đã bày tỏ rằng mình mắc bệnh ung thư não, anh là người phù hợp nhất. Thế là anh đã nuốt xuống viên thuốc. Trong chớp mắt, anh đã quay trở lại cuộc nội chiến. Ở đây là chiến trường mưa bom bão đạn. Anh vội vàng trốn vào một cái hố. Nào ngờ, trong hố toàn là thi thể. Anh đã gọi to tên của con gái người cộng sự. Thật may mắn, cô bé vẫn còn sống. Steve lập tức cho cô bé uống viên thuốc cuối cùng. Hiện giờ chỉ cần đợi 7 phút nữa là có thể quay trở lại tảng đá rồi. Lúc hai người sắp thành công, thì đột nhiên một người lính da trắng đã xông đến. Gay rồi, hiện giờ đang là cuộc nội chiến. Ở trong mắt người da trắng, người da đen chính là nô lệ. Quả nhiên, tên lính kia đã giơ súng lên, yêu cầu Steve quỳ xuống và bắt anh làm nô lệ của hắn ta. Để tránh sự cố không đáng có, Steve chỉ có thể giả vờ khuất phục. Anh nhìn thấy một quả mìn trên mặt đất thì liền nhanh trí dẫn dụ tên lính tiến về phía trước. Hắn ta không hề để ý và đã dẫm lên quả mìn trên mặt đất. Đáng tiếc là vẫn muộn một bước, 7 phút đã trôi qua, thân ảnh của cô con gái đã biến mất, trở về thế giới hiện đại và đoàn tụ với bố của mình. Còn Steve, anh đã vĩnh viễn ở lại trong cuộc nội chiến, không còn trở về được nữa. Nhìn thấy hai cha con anh bạn cộng sự đã đoàn tụ, Steve liền nở nụ cười an ủi. Anh không hề cảm thấy hối hận, bởi trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, anh cuối cùng đã làm được một việc có ý nghĩa. Nếu như bạn có một viên thuốc có thể trở lại quá khứ, thì bạn sẽ dùng nó để làm gì? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé!